Kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì Thiện Nhân đang ở chùa Liên Hoa ở bên Gò Công Tiền Giang nha mọi người. Chùa này hiện tại thì đang xây dựng, hiện tại Thiện Nhân đang ở ngoài khuôn viên để 32 ứng thân Quan Âm này. Thiện Nhân quay một vòng cho mọi người xem nha. Nếu có 2 phút để một hồi Thiện Nhân đi ra ngoài đó Thiện Nhân quay vào. Ở ngoài đây là bến sông. Cái queo này rất là đẹp. Rồi Thiện Nhân đi ra ngoài quay cho mọi người xem nha.